Xin dừng tay, tất cả là lỗi của tôi. Muốn ta tha mạng cho ngươi hả? Dám cả gan bắt cóc điêu thuyền. Có thể ta sẽ tha thứ, nhưng ta không chắc Lữ Bố sẽ tha mạng cho ngươi đâu. Tối nay bà còn có việc nên không thể về được. Đi ngủ thôi con. Ba, ba về rồi. Ba, điêu thuyền, con gái cưng của ba. Hôm nay con có ngoan không nào? Có ạ. Ba ơi, quà sinh nhật của con đâu ạ? Con gái yêu, cái này... Không sao đâu ba, có ba ở nhà là con vui rồi. Quà của con hả ba? Tuyệt quá. Tên của em ấy là gì vậy ba? Em ấy còn nói được nữa. Ba là tuyệt vời nhất. Con cảm ơn ba. Xin chào, em là công chúa điêu thuyền. Chào em, anh là hoàng tử Lữ Bố. Em chắc phải cô đơn lắm nhỉ? Ba em hôm nay lại không về nhà. Nhưng em sẽ không cô đơn nữa. Em có anh bên cạnh rồi mà, Lữ Bố. Cảm ơn cậu, Lữ Bố. Thay tôi chăm sóc con bé nha. Hai cháu nên về đi. Mọi chuyện sẽ phức tạp nếu hiệp sĩ huyền thoại đụng mặt với cảnh sát. Tạm thời hãy giúp chú chăm sóc điêu thuyền. Xin chú đừng lo. Ta xin lỗi. Ta nợ ơn các cháu lần này. Đó không phải là lỗi của sếp. Thưa sếp, cậu bé năm nào đã thực sự trưởng thành rồi. Đứng yên đó. Nếu dám nói gần tao, bọn mày sẽ thấy tao tỏa sáng rực rỡ như đá quý vậy. Đừng có làm liều. Chớ có lại gần. Bom thật đó. Bọn mày nghĩ tao dùng hàng lỏm sao? Cái này là thật. Đây cũng là thật. Cả cái này cũng... Ôi thôi, không phải, là nhầm lẫn. Tao không có muốn. Làm ơn giúp tao. Tao không chủ ý như vậy. Giữ nguyên ở đó, tao sẽ cứu ông. Làm ơn. Sếp đang làm gì vậy? Hắn ta là... Tránh ra, đây là lệnh. Làm ơn hãy cứu tôi, nhanh lên. Chẳng có lý do gì để cứu hắn. Hắn ta là tội phạm. Tèo,
Hãy nhớ chúng ta là cảnh sát. Đây là vấn đề tính mạng con người. Sếp có thể chết đó. Mau tránh xa đi. Bọn mày nên để mắt đến những thứ quý giá như vậy thì hơn. Không. Chú Dương Doãn, sau này lớn lên cháu sẽ trở thành người bảo vệ công lý như chú. Chú sẽ chờ đến ngày đó. Cảm ơn vì đã chờ, sếp Dương. Dẫn biệt. Ta xin lỗi vì đã không nói cho con sớm hơn. Ta sợ con sẽ gặp nguy hiểm. Chú có thể nói sau mà. Để sau đi chú. Ta đã hứa cùng con chiến đấu bảo vệ công lý. Ta xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa đó. Không sao đâu chú. Chú hãy cố gắng lên. Hãy chiến đấu cùng Lưu Bị. Cậu ấy là một hiệp sĩ huyền thoại chân chính. Con hãy hỗ trợ cho cậu ấy. Hãy mang thất tinh đoạn kiếm của ta cho Lưu Bị. Cậu bé đã thực sự trưởng thành rồi. Chú Dương Doãn. Không. Chú đã nói sẽ đợi con mà. Không. Chú ơi. Thả tao ra. Thả ra. Không. Của tao mà. Không. Của tao.
Chỉ khi ước mơ của chúng ta thành hiện thực, thanh kiếm này mới được phép rút ra. Anh Teo, khi nào ba mới về? Sẽ sớm thôi. Em đừng lo, mọi thứ vẫn ổn. Theo, thì ra anh cũng lo cho điêu thuyền. Có điều gì muốn nói hả? Tôi đã rất khủng hoảng, nhưng mà tôi sẽ đứng lên và chiến đấu cho cả phần của chú Dương Doãn. Hãy tham gia cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ tạo nên một đội dũng mãnh. Đây là cuộc chiến của tôi. Sẽ không còn dấu vết của tội ác trên thế giới này. Tôi sẽ biến điều đó thành sự thật. Nói cho ta cách trở thành một hiệp sĩ huyền thoại. À, cái đó hả? Đầu tiên ngươi phải sở hữu một nguồn sức mạnh anh hùng đủ mạnh. Ta đã được nếm thử sức mạnh của ngươi, thực sự rất ấn tượng. Sau đó ngươi cần phải có một cái tên trong truyền thuyết. Cái tên trong truyền thuyết hả? Những huyền thoại từ thuở sơ khai của thế giới này sao? Đúng vậy, ngươi quả có trí thông minh vượt bậc. Vậy là chỉ cần đổi tên hả? Tào Tháo, người thanh trừng cái ác. Là Tào Tháo. Tào thừa tướng, vì anh hùng lưu danh trong truyền thuyết, ta chọn người để trở thành một hiệp sĩ huyền thoại. Ta tự chọn mình, không phải ngươi. Đưa nó cho ta. Sức mạnh thanh trừng cái ác. Cái thứ áp lực kinh người này từ đâu ra vậy? Đại ca, tỉnh dậy đi. Mày còn dám dắt mặt đến đây hả? Hiệp sĩ huyền thoại, những thứ tuyệt vời. Ngươi có thể sử dụng sức mạnh của ngươi để phục vụ ta chứ?
Một lời đề nghị không thể chối từ. Tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn. Đổi lại, mày phải trả lại tao hoa hồng. Quân thần nhất thể, hiệp sĩ huyền thoại hoa hồng. Đây là sức mạnh tao cần. Cháu đã đúng, chú Dương Doãn. Quân thần nhất thể, hiệp sĩ huyền thoại Hạ Hầu Đôn. Lãnh sướng, ta sẽ cho ngươi thấy công lý của ta. Mày chỉ là một thằng lính mới. Phượng Hoàng Kiếm. Ta đã nói rồi, lẽ ra ngươi nên chấp nhận lời đề nghị đó. Ta sẽ bắn nát thanh kiếm của ngươi. Có tới hai tiểu anh lên nữa. Hà Hậu Yên, sẵn sàng nhận lệnh. Thức tỉnh, Phượng Hoàng Kiếm. Hiệp sĩ huyền thoại Hạ Hầu Yên lĩnh sướng. Không thể như vậy được. Hạ Hầu Hỏa Phụng Xạ. Không thể kết thúc ở đây được. Đấu trường tối hậu. Người chỉ đang kéo dài thời gian đau khổ của mình mà thôi. Triệu hồi cổ máy huyền thoại. Thức tỉnh đi, năng lực huyền thoại. Thiên không dương lực. Trực thăng Phượng Hoàng. Không kích cơ giới sao? Bắn nó, bắn hạ nó. Tiến lên, trực thăng Phượng Hoàng. Vũ trang hợp nhất, kết hợp huyền thoại. Ngọn lửa công lý xé tan bóng đêm. Huyền thoại Phượng Hoàng Dương. Mày chẳng là cái thá gì với tao. Động cơ quay tròn. Vô tác dụng hả? Chưa xong đâu. Đòn kết liễu. Hào quang Phượng Hoàng. Hãy
làm ơn cứu tao. Chờ đã, tao lợi dụng Dương Doãn gì? Một kẻ tên là Trương Giác yêu cầu tao làm vậy. Hắn bảo tao chiếm lấy Tiểu Anh Linh, nữ bố cho hắn. Làm ơn, hãy cứu tao. Đáng lẽ ngươi không nên giết chú Dương Doãn. Dừng tay. Hãy để hắn cho tôi. Tôi có chuyện phải giải quyết với hắn. Tôi đã nói đây là cuộc chiến của riêng tôi. Giọng nói này, Theo. Theo đã không còn nữa. Chờ chút, anh định làm gì vậy? Không, đó không phải là điều chú Dương Doãn muốn. Anh thay đổi rồi. Anh không muốn bảo vệ công lý sao? Hãy hỗ trợ Lưu Bị. Hãy mang thất tinh đoạn kiếm của ta cho Lưu Bị. Nếu lúc đó chúng ta thẳng tay tiêu diệt cái ác, thì có lẽ bây giờ chú Dương Doãn vẫn còn sống. Ý anh là sao?